gửi chào tới toàn thể các thầy cô giáo, các bạn giám khảo và các bạn sinh viên đã về tham dự đêm chung kết cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa điện tử lần thứ 9. Chúng em xin tự giới thiệu, chúng em là nhóm FEST 907 đến từ khoa điện tử. Nhóm chúng em bao gồm 5 thành viên, bạn Đoàn Văn Hiếu, nhóm trưởng, và các thành viên bao gồm bạn Trần Thị Kiên, bạn Trương Thắng Lợi, bạn Nguyễn Tiến Sĩ và em Hoàng Thị Dương, cùng với sự hướng dẫn chính của thầy tiến sĩ Phan Thanh Hiền. Thầy cô và các bạn, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp thì đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, và một số các biện pháp ví dụ như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách đã được đưa ra và đã hạn chế phần nào tác hại của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một số nhược điểm, và dưới những nhược điểm này thì thầy tiến sĩ Phan Thanh Hiền đã hướng dẫn chúng em nghiên cứu chế tạo sản phẩm tự động và góp phần thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, nhằm vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn, cũng như góp phần vào công cuộc chống dịch của cả nước nói riêng và toàn xã hội nói chung. Đồng thời là cuộc thi sáng tạo sinh viên khoa điện tử lần thứ 9, chúng em đã tiến hành nghiên cứu chế tạo cuộc thi bản thân. Về nguyên lý hoạt động của hệ thống thì khi không có người ở trong một khử khuẩn thì đèn tín hiệu sẽ hiển thị trạng thái màu xanh và sẵn sàng cho người vào trong một khử khuẩn. Và khi có người trong một khử khuẩn thì cảm biến PIR sẽ nhận diện được cảm biến chuyển động của con người trong một khử khuẩn và tiến hành khử khuẩn. Đèn tín hiệu sẽ chuyển sang trạng thái màu đỏ. Sau khi đèn hiển thị trạng thái màu đỏ thì hệ thống phun sương sẽ hoạt động sau hoạt động 15 giây, và sau khi hoạt động xong thì đèn trạng thái sẽ chuyển sang trạng thái màu xanh và quạt sẽ kêu và hoàn tất quá trình khử khuẩn. Cho sản phẩm thì chúng em được tích hợp một số tính năng như là giám sát mức dung dịch bằng cảm biến và hiển thị lên web server, để người dùng bất cứ nơi đâu cũng có thể biết được mức dung dịch còn lại để hạn chế sự hư hại của các thiết bị. Và về hệ thống chiếu sáng của khử khuẩn thì đều được bật tắt tự động dựa vào cường độ tín hiệu ánh sáng. Sản phẩm của chúng em đã được áp dụng thực tiễn ở một số điểm trong trường đại học kỹ thuật công nghiệp, ví dụ nhà A1 và cổng chính của trường đại học kỹ thuật công nghiệp. Và sản phẩm của chúng em đã sẵn sàng cho cuộc thi đêm nay. Và cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe, và mong được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn và quý thầy cô.